Hi, xin chào bạn, chào mừng bạn đã quay trở lại với channel của mình và mình là Hoàng Mỹ Game đây. Thì giống dĩ ngày hôm nay sẽ là ngày mà mình ra cho bạn bản Philax Ultra V1 cho OB23 đúng không? Nhưng mà do là FIFA có cập nhật tiếp bản 1.51.7 rồi, cho nên là cái bản Philax V1 hôm trước đầu OB23 mình có ra đấy thì nó đã không còn xài được nữa, cho nên là mình phải tiếp tục làm cho bạn bản Philax V2. Cho nên là mình hẹn bản Ultra dành cho những con máy quá yếu á, thì mình sẽ làm sao có thể là ngày mai hoặc là ngày mốt gì đó mình sẽ ra bản Ultra V1 đầu tiên cho OB23 cho bạn sau nha. Còn đây là bản Philax OB23 phiên bản V2, bản mới nhất dành cho bản 1.57.1.7. Thì nếu bạn đang sử dụng Philax của mình, đang xem kênh của mình, hãy nhớ để lại cho mình một like cũng như là một cái comment ở phần comment video nha. Cảm ơn bạn rất là nhiều luôn. Thì ok, trước khi vào video ngày hôm nay, chúng ta sẽ đến một phần quen thuộc thôi, đó chính là intro. Rồi bây giờ chúng ta sẽ nhìn sơ qua về bản Philax V2 này một xíu trước khi cài đặt nó vào máy nha. Thì bản này cũng sẽ có xóa banner quảng cáo và nền cho bạn này, xóa full những cái hiệu ứng gây lát, hiệu ứng bo, trong đó có những cái hiệu ứng như là hiệu ứng mây khi mà nhảy dù này, hiệu ứng gió cái thứ đấy. Rồi những cái hiệu ứng khác nữa như hiệu ứng đồ, hiệu ứng skin súng các loại thì đã được xóa đi rồi, giúp bạn có thể giảm lát tốt hơn khi bạn chơi game. Cũng như là cái hiệu ứng khi bạn ở ngoài bo đốt các thứ nó đã được xóa đi, cũng như là khá là nhiều cái hiệu ứng khác nhưng mà mình không thể liệt kê hết ở đây cho bạn được. Tiếp tục là tối ưu file game cho bạn này, ổn định FPS nha, giảm văng và đứng hình, như là tối ưu hình ảnh trong game và giảm lát hiệu quả cho bạn. Thì đó là sơ qua về bản Philax V2 này. Nếu bạn muốn tải bản này về máy, các bạn sẽ kéo phần mô tả video, mình có để một cái đường link dẫn đến trang web này đó, các bạn bấm vào xin trang web này ra, xong bạn kéo phần tải về, bấm cho mình dẫn nút tải về đây nha. Thì link download mình đều để phần mô tả video hết cho bạn. Ok, sau khi bạn bấm vào tải về rồi, nó hiện thêm một trang mới như thế này, chúng ta hãy tiến hành lấy link. Thì tại cái trang lấy link này nè, các bạn sẽ thấy có phần chạy dây ở đây và bạn phải đợi phần này chạy xuống 0 giây thì bạn mới lấy được link download nha. Nếu bạn muốn tải nhanh, các bạn bấm cho mình dẫn nút tải nhanh ở đây. Thì nó sẽ mở thêm cho bạn một trang mới tương tự như thế này này, và các bạn có thể ủng hộ cho mình một cách click cho mình một cái quảng cáo trang này, cảm ơn bạn rất là nhiều luôn. Ok, xong thì bạn quay trở lại trang gì rồi bạn bấm vào tải nhanh á, nó sẽ chặn không gian cho bạn rất là nhanh nha. Sau khi chặn không gian rồi thì hiện ra những chữ tải về như thế này, bấm ra hay đó Philax về rồi, thì đây á sẽ có cho bạn bản Philax này. Ở dưới này sẽ có thêm cho bạn một ứng dụng hỗ trợ giảm lag FIFA của My Game Studio không thể thiếu nữa, nếu bạn muốn giảm lag tốt hơn này, giảm văng game và đứng hiệu quả hơn, các bạn nhớ sử dụng kèm ứng dụng này nha. Các bạn bấm vào tải về đây nè, nó sẽ mở xe lên để bạn download ứng dụng này về. Còn file tăng tốc OB23 này thì chắc là mình sẽ ra sao cho bạn nha, sẽ sớm thôi. Ok, thì bây giờ mình sẽ tải bản Philax về máy rồi, sẽ bấm tải về rồi, nó hiện media file ra, tại đây bạn chọn cho mình nhấn nút xanh xanh này để tải Philax thôi, quen thuộc thôi đúng không? Ok, bây giờ chúng ta chỉ cần ngồi đợi nó tải Philax về máy đó nha bạn ơi. Rồi thì sau khi tải về xong á, bạn hãy thoát luôn trình duyệt này ra nha. Ok, bây giờ sẽ đến một cái bước khá quan trọng, đó chính là cài đặt Philax. Ở đây mình sẽ sử dụng phần mềm, đó chính là phần mềm Yashiver để có thể giải nén file cũng như là cài đặt về Philax, hoặc là các bạn có thể sử dụng bất cứ phần mềm giải nén file nào bạn biết xài. Còn không á thì bạn lên trên SharePlay gọi đúng cái từ khóa này nè, tải cái tên đó là ra được ứng dụng này thôi, tải về thao tác giống mình cho dễ. Còn đây là FIFA Booster nè, hồi nãy mình có nói đó, link mình có để trong bài viết cũng như là phần mô tả video cho bạn. Các bạn nhớ sử dụng kèm với Philax nha. Nó là một game booster dành riêng cho FIFA, nó có những tối ưu rất là tốt cho FIFA, giúp bạn có thể giảm lag tốt hơn, giảm văng game và đứng hình hiệu quả hơn trước khi chơi. Mỗi lần trước khi chơi bạn mở lên nó sẽ tối ưu game á, xong rồi nó sẽ mở game cho bạn sau. Còn đây là game booster anh em qua dành cho những cái game khác nữa, nếu các bạn có chơi như là Liên Quân, PUBG, Call of Duty cái thứ thì các bạn hãy dùng thêm cái game booster này. Thì link của những cái game booster này mình đều để phần mô tả video hết cho bạn nha. Ok, còn bây giờ mình sẽ mở Yashiver lên để hướng dẫn các bạn cách cài đặt Philax nè. Sau khi đã mở được phần mềm này lên rồi, nó sẽ có giao diện như thế này. Đầu tiên bạn vào cho mình thư mục Android đây nha, lưu ý vào đúng giúp mình nha bạn. Xong tiếp tục các bạn vào tiếp cho mình thư mục data đây. Ok, tại đây bạn kéo dưới xíu, bạn thấy cái thư mục là cơm.dt.fifa nè, thì file này là file gốc của Philax cũ mà bạn đã cài đặt vào máy nha. Bạn lấy hình xóa đi cho mình một cách là nhấn giữ vào nó. Ok, chọn cho mình phần xóa dưới này rồi bấm ok. Thì sau khi đã xóa xong rồi á, các bạn quay trở lại bộ nhớ bị cho mình nha, bằng cách là bấm trên này nè, nó sẽ sổ xuống, chọn cho mình dùng bộ nhớ bị nha. Rồi thì tại đây bạn kéo dưới xíu, bạn thấy đó chính là thư mục download này, các bạn vào cho mình thư mục download này và cắt cho mình cái file. Các bạn sẽ tiến hành giải nén cái file Philax vừa tải về nha, đây nè, Philax V2 V23 này. Thì các bạn giải nén cái file này ra bằng cách là bấm vào nó, lưu ý lần này các bạn chỉ cần bấm một lần thôi và không cần giữ vào màn hình nha, nó mới hiện như thế này. Xong bạn chọn cho mình dùng giải nén vào tên lưu trữ này. Ok, giải nén xong các bạn thấy một thư mục mới hiện ra này là Philax V2 V23 này, các bạn vào cho mình cái thư mục này và cắt cho mình cái file Philax này nha, cộng nhóm data.fifa này, nhấn giữ vào nó. Ok, chọn cho mình và cắt ở đây. Rồi sau khi đã cắt được Philax các bạn quay trở lại bộ nhớ bị cho mình nha, bằng cách là bấm trên này nè, nó sổ xuống, chọn cho mình dùng bộ nhớ bị thôi. Rồi tại đây bạn quay trở lại đường dẫn này, bạn xóa file vào cho mình lại thư mục Android, xong vào tiếp lại cho mình thư mục data đây. Ok, tại đây bạn tiến hành dán Philax cho mình, ở đây sẽ có hai nút để các bạn thấy dán nha, các bạn bấm nút này hoặc là bấm nút như này đều có thể dán được Philax hết. Rồi ok, thì dán xong các bạn kéo dưới xíu, bạn thấy cụm nhóm data trong FIFA hiện ra trở lại là các bạn đã cài đặt Philax thành công rồi. Hiểu ok, đó là video mà mình chia sẻ nhanh cho bạn bản Philax này. Nếu bạn thấy bản Philax này hiệu quả, video của mình có cho bạn, nhận cho mình xin một like đăng ký kênh. Cảm ơn bạn rất nhiều nha. Còn bây giờ thì chào tạm biệt và hẹn gặp lại bạn những video tiếp theo. Mời các bạn đến với test của bản Philax này. Bye bye, nhớ like, ủng hộ mình nha.
Thank you.
Thank you.